chào mấy em trong phần video này thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta chủ đề 2 bản tuần hoàng các nguyên tố học hay nó khác là chương 2 đó bản tường hoàng các nguyên tố học và bộ sách chúng ta đang tìm hiểu chính là bộ sách cánh diều em nào em nào đang tìm hiểu cuốn sách này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái video này và thầy cũng nhắc lại luôn đây là những video thầy hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và làm bài tập sách giáo khoa ngoài các video này thầy có làm các video về các dạng bài tập cũng như cơ bản nâng cao các dạng bài tập nha. Bởi nhiều nhiều em cứ comment nói thầy sao mà làm những câu hỏi này rất đơn giản không làm dạng dạng bài tập đi. Trong khi dạng bài tập thầy có làm rất nhiều video nha. Thì chúng ta tìm hiểu xem em nào cần bài tập gì đó thì chúng ta xem các dạng bài tập đó, thầy hướng dẫn từng dạng hết. Rồi trong mỗi phần video thì luôn luôn nha, kể cả sách giáo khoa hay tất cả các dạng bài tập thì thầy luôn soạn cho chúng ta nha, Các phần lý thuyết trọng tâm nha, Lý thuyết trọng tâm và có hướng dẫn giải, có cả cái cái, cái tóm tắt lý thuyết cho chúng ta luôn, tóm tắt lý thuyết cho chúng ta bằng sơ đồ tư duy hướng dẫn trả lời câu hỏi kể cả dạng bài tập trong sách giáo khoa hoặc là tất cả các dạng bài tập thì em nào muốn nhận tài liệu thì chúng ta liên hệ Zalo thầy nha, chúng ta nhận tài liệu trong một năm học tất cả các file bài tập hết để chúng ta làm lại. Rồi, thì trong phần video thì thầy sẽ hướng dẫn nhanh chúng ta trả lời các câu hỏi nha, trả lời câu hỏi rồi sau đó chúng ta làm cho bài tập thầy chốt là cái trọng tâm chúng ta để chúng ta dễ nắm thôi rồi bài hôm nay bài số 6 cấu tạo bản tuần hoàn các công tố học thì đầu tiên là lịch sử phát minh ra thì nhiệm vụ cái này chúng ta đọc cái phần này đi nghe nè, chúng ta đọc phần này thầy chỉ làm cái nội dung trọng tâm thôi rồi và trả lời con số câu hỏi rồi trong cái bản sáu 1 có một có câu hỏi thứ nhất nè Mendeleev sắp xếp chính nguyên tố như bản 6.1 theo những nguyên tắc nào? Nè thì đây chúng ta thấy cái nguyên tắc sắp xếp của Mendeleev thì ông dựa vào đó chính là dựa vào tăng dần mà lớn này tăng dần mà lớn okay. và còn một nguyên tắc nữa đó là có tính chất của học tương tự nhau nha thì ông sắp xếp ông dựa vô đó đó nha này mấy này nè tính chất của học tương tự nhau này tăng dần mà lớn nha trong một cột tăng dần mà lớn trong một hàng là tính chất của học tương tự nhau thì đó chúng ta trả lời Câu hỏi đó Rồi câu số 2 Hãy chỉ ra nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố bảng tuần hoàng Năm nghìn tám trăm sáu chín của Mendeleev Nguyên tắc theo hàng ngang và theo cột dọc à, Thì theo hàng và theo cột nè Theo cột thì chúng ta thấy là Sắp xếp theo chiều M lớn tăng dần à, Hầu hết là theo chiều M lớn tăng dần hết Được chưa? Còn theo chiều hàng ngang thì Ông dựa vô các nguyên tố có tính chất tương tự nhau đó à, tính chất tương tự nhau không ship mà cùng hàng ngang đó đó là như thế này cha rồi ở đây có câu hỏi vận dụng trong hình 6.1 Mendeleev có ghi AU 197 AU 197 dấu chấm hỏi và B 210 chấm hỏi theo em ý nghĩa dấu chấm hỏi là gì thì trong bảng tuần hoàng của Mendeleev có rất nhiều chấm hỏi nha chấm hỏi ở đây nè chấm hỏi ở đây và chúng ta tìm mà coi AU cũng có dấu chấm hỏi nè AU chấm hỏi nè AU là vàng đó biết muốn chấm hỏi nè thì ở đây người ta hỏi là ý nghĩa của dấu chấm hỏi là gì thì những dấu chấm hỏi trong bản tuần hoàn của Mendeleev thì đó chính là đây là những con số nó dự đoán ha à, ông dự đoán nha Mendeleev có cái hai gì đó đó dự đoán à, dự đoán em mà lớn nó ra như thế này à, thì đó là những người ta gọi là dự đoán nha dự đoán về giá trị À, hoặc một số nguyên tố chưa phát hiện luôn thì ông Mendeleev vẫn dự đoán rồi ở đây có một số câu hỏi chúng ta trả lời nhanh à, rồi, nguyên tắc sắp xếp bản tuần hoàn thì bản tuần hoàn có ba nguyên tắc sắp xếp ba à, nguyên tắc sắp xếp thì trong cái phần tóm tắt lý thuyết ở đây thầy có ghi sẵn cho chúng ta à, em nào thích sơ đồ dạng kiểu sơ đồ tư duy thì chúng ta nhận cái file này đây nguyên tắc sắp xếp đây nội dung chính thì tóm tắt sẵn chúng ta nè các nguyên tố được sắp xếp Nguyên tắc thứ nhất này, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hàng nhân tăng dần. Cái thứ hai, các nguyên tố có cùng số lớp ở trong được xếp thành một hàng hay là chu kỳ đó. Các nguyên tố có cùng ở trong quá trị được xếp thành một cột. À, đây là ba nguyên tắc sắp xếp thì tương ứng với đây thôi. Tương ứng trong sách giáo khoa, thầy soạn theo kiểu sơ đồ tư duy chúng ta. Rồi, câu số 3. Quan sát bảng tuần hoàn ở phụ lục 1 à, cho biết bảng tuần hoàn có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột và bao nhiêu nguyên tố hóa học đối với sách cánh diều thì bản tường hoàng in phía sau đối với cái bộ sách còn lại bản tường hoàng in thẳng vô cái cái bài luôn nha đây phụ lục 1 bản tường hoàng các nguyên tố hóa học đã hỏi là bản tường hoàng này có bao nhiêu nguyên tố có bao nhiêu hàng bao nhiêu cột thì trong bản tường hoàng này có hàng nè có 7 hàng và cái hàng này người ta gọi là chu kỳ nha chu kỳ 1 chu kỳ 2 chu kỳ 3 chu kỳ 4 5 6 7 còn hai hàng này thì ra nó nằm chỗ khoảng này nè nằm chỗ khoảng này nè dấu dài quá người ta cắt nó ra và hai cái họ này họ lên tan tin đó ra rồi trong bản thức hoàng có bao nhiêu bao nhiêu cột à, cột chính là nhóm nha trong bản thức hoàng có tổng cộng là 8 nhóm a 8 nhóm1 a, a nè 3 giờ tới 8 A và có 8 nhóm B nghe. 8 nhóm A và 8 nhóm B nha trong đó có điều đặc biệt cái là mỗi nhóm một cột mỗi nhóm đều cột riêng nhóm 8B có 3 cột nha riêng nhóm tấm B có ba cột chỉ có riêng này thôi còn mấy nhóm kia còn lại cột hết đó thì chúng ta tìm hiểu được cái bản tương quan <laughs> rồi cấu tạo bản tương quan phần này quan trọng nghe cấu, tạo bản tương quan bản tương quan cấu tạo gồm ba yếu tố nghe ô chu kỳ và nhóm à, là thầy hướng dẫn nhanh chúng ta ô nguyên tố ô nguyên tố chính là cái z nghe rất là dễ z bằng mấy nó trên ô thứ mấy chẳng hạn z bằng 11 thì nó ô thứ 11 Z bằng 15 ô thứ 15, Z bằng 37 thì ô 37. Ô nguyên tố cho mình Z. Còn chu kỳ, chu kỳ chính bằng là số lớp N ở trong. Số lớp N ở trong. Chúng ta viết cấu hình ở trong ra chúng ta thấy nó có 3 lớp thì chắc chắn là ở chu kỳ 3 là hàng thứ ba nãy đó. Chu kỳ 3 là hàng ngang thứ ba. Được chưa? Chúng ta viết cấu hình trong là chúng ta thấy nó có 4 lớp thì nó chắc chắn ở chu kỳ 4 Nga. Nó ở hàng ngang số 4. Đó. Đó là chu kỳ. Và nhóm nhóm ở đây nó bằng ở trong quá trị nghe nhóm bằng e trong quá trị e ở trong quá trị nó có gì khác e trong đó ngoài cùng thì ở đây cái phần này phần quan trọng nghe thầy hướng dẫn cho chúng ta nè e trong quá trị Thật ra cái bài cấu tạo anh tư hoàng khó nhất cho e trong quá trị thôi Ngh��. thì e ở trong quá trị là gì e ở trong quá trị nó chính bằng là e ở trong lớp ngoài cùng nghe thì dưới tắt nè e trong lớp ngoài cùng cộng e ở trong phân lớp sát ngoài cùng đặc biệt phải chưa bảo hòa mới cộng vào chưa bảo hòa chưa bảo hòa nghe bảo hòa là sao s là 2, b là 6, d là 10, f là 4 đó là ở trong quá trị được chưa <laughs> rồi về dựa vào cái cấu hình e thì người ta chúng ta có thể xác định được vị trí của bản tuần hoàn à, thì thầy tí xíu nó thầy sẽ chỉ cho chúng ta chỗ này xác định e quá trị này luôn thầy trả lời một số câu hỏi này thầy sẽ hướng dẫn chúng ta nha rồi Tiếp tục câu số 4, hãy cho biết những thông tin thu được từ ô nguyên tố vanadium, à, vanadi. Đây là nguyên tố. Thì trong bảng từng hoàng để thấy coi cái phụ lục lại. Trong bảng từng hoàng của bộ sách cánh diều. Bảng từng hoàng của sách cánh diều là thông tin ô nguyên tố là ít nhất. Là một thông tin, hai thông tin, ba thông tin, bốn thông tin, có bốn thông tin này. Thứ nhất là cái này là là cái Z nè, ô nguyên tố nè, là Z nè. Cái thứ hai là nguyên tử khối trung bình nè, cái thứ ba là ký hiệu hóa học nè ký hiệu hóa học nè và cái thứ tư là tên tiếng anh tên thì theo quốc tế trường quốc tế rồi có bốn thông tin thôi trong bản tường hoàng của các bộ sách còn lại có tới 7 thông tin nha nè để thầy coi cho chúng ta xem bản tường hoàng của bộ sách cánh diều chỉ có bốn thông tin thôi một hai ba bốn bốn thông tin này. nguyên tố nào cũng bốn thông tin thôi nhưng bản tường hoàng của các bộ sách còn lại có 7 thông tin nè đây thì thầy lấy giới thiệu cho chúng ta luôn có một sách có bảy thông tin đây là bộ sách uh... đây bộ sách này là sách uh... cách nói chi thức à, có cái gì thông tin nha có cả số này có số số quá nữa thì chúng ta lưu ý chỗ đó <laughs> rồi rồi vậy chúng ta trả lời nghe Tiếp theo Nguyên tố phổ biến nhất Câu này câu vận dụng Nguyên tố phổ biến nhất Ở trái đất nằm ở ô thứ bao nhiêu mà tất cả Nguyên tố phổ biến nhất trong trái đất chính là nguyên tố oxy nghe Oxygen à, Oxygen Z bằng 16 Vậy nó nằm ở ô thứ 16 trong bản tuần hoàng à, Ô thứ 16 thì chúng ta điếm cái ô thôi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thứ 16 là, là oxy nè Dài quá à, 15 này ý uh, lao z bằng tám thầy nhầm thầy nhầm mà lớn nha z bằng tám mười sáu là lũ quỳnh đây 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 z bằng tám đây là oxygen đó là nguyên tố phổ biến nhất nguyên tố được bổ sung vào muối ăn để giảm nguy cơ uh, bú cổ thuộc chu kỳ nào trong bản thức hoàng đây là nguyên tố iốt nha iốt là y này Thuộc chu kỳ nào thì chúng ta coi bảng tuần hoàng thôi mấy em nên mua cái bảng tuần hoàng riêng ở ngoài để chúng ta dễ xem đây yot đây đây yot z bằng năm ô thứ 53 chu kỳ năm chu kỳ năm này nhóm 7A đó đó là thông tin trong bản tuần hoàng nha rồi câu hỏi tiếp theo sử dụng bản tuần hoàng phụ lục 1 cho biết các nguyên tố nhóm A có đặc điểm cấu hình ở trong tương tự như thế nào à, các nguyên tố nhóm A có cấu hình trong tương tự như thế nào thì đây nhóm 1A bản tuần hoàng cấu hình ở trong <laughs> phụ lục có cấu hình ở trong tương tự phụ lục 1 rồi bản tuần hoàng này cấu hình ở trong không có ý rồi sao mà xem có cấu hình ở trong tương tự như thế nào mà cấu hình ở trong thì không có nha rồi để để thầy lấy các bản tường hoàng khác cho chúng ta xem sử dụng bản tường hoàng của luật 1 cho biết các nguyên tố 1A có đặc điểm có hình trong như thế nào thì ít ra cũng phải có cái cấu hình ở trong chúng ta mới xem được bản tường hoàng nó không có hình trong đây bản tường hoàng có hình ở trong đây nè cấu hình nè thật ra nhóm 1 a là 1 x 1 này 1 a này 1 x 1 2 2 x 1 là 3 x 1 là 4 x 1 là 5 x 1 là 6 x 1 7 x 1 nhóm 2 này, x 2 này x 2 x 2 x 2 đó thì đây có bản đường hoàng có cấu hình ở trong nghe đặc điểm cấu hình ở trong tương tự như thế nào thì trong cùng một nhóm nhóm 1 nghe thì cấu hình ở trong lúc ngoài cùng của nó là như nhau à, giống nhau được chưa thầy, thầy trả lời câu hỏi đó rồi đó Rồi, ở đây trở lại vấn đề Làm sao chúng ta xác định được cái phần này là phần quan trọng nhất nè Ô, chu kỳ và nhóm à, Ô, chu kỳ và nhóm Vậy làm sao chúng ta xác định được nha Để bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta Chỗ này là chỗ quan trọng Chúng ta nắm được phần này là coi như là chúng ta nắm được bài nha Để cho cấu tạo phân tích quan chứ. Là ô, chu kỳ và nhóm thôi Bây giờ thầy lấy ví dụ nè Thầy lấy nguyên tố Z bằng 17 đi nha Z bằng 17 thì ghi cấu hình ra nè 1, S2 nè 2 x 2 nè, 2 b 6 nè, 3 x 2 nè, 3 b 5 nè. Đây là nguyên tố có hình sắc bằng 17 thì chắc chắn một điều à, chúng ta xác định được nó là ô ô thứ 17 trong bản tuần hoàn. Chu kỳ chu kỳ chính bằng số lớp ở trong chúng ta viết cấu hình này chúng ta thấy nó có 3 lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3 nè, có 3 lớp. Lớp 1 nè, lớp 2 nè, lớp 3 nè, có 3 lớp vậy nó là chu kỳ 3 trong bản tuần hoàn. Được chưa? rồi nhóm nè nhóm nhóm thì bằng ở trong quá trị à, chúng ta nắm kỹ trong quá trị này cho thầy nghe em ở trong quá trị bằng ở trong lớp ngoài cùng cộng em ở trong phân lớp sắc ngoài cùng chung bỏ qua cái này được gọi là lớp ngoài cùng nè lớp ngoài cùng lớp ngoài cùng có 7 e nghe lớp ngoài cùng 7 e cái này được gọi là phân lớp sát ngoài cùng nè chúng ta chỉ cộng thằng này khi nào nó chưa bỏ quà thôi à, chưa bỏ quà mới cộng vào B6 đã bảo hòa rồi Bảo hòa rồi thì không có cộng Vậy lúc này em lấy trong quá trị à, Nó bằng ở trong lúc mà cùng Nhóm 7 Nhóm 7 Thì trong bản thân hoàng yêu cầu chúng ta phải ghi đàng hoàng nhóm 7A hay nhóm 7B Nó có 7A và 7B Vậy làm sao để biết nhóm A sau biết nhóm B Cái này cái mẹo thầy chỉ luôn nè Khi viết cấu hình ở trong à, Khi viết cấu hình ở trong nè Thì ghi tắt cho đây nha nhóm B nghe nhóm B mà chúng ta viết cấu hình ở trong chúng ta thấy là kết thúc là DS dính liền DS dính liền thì nó là nhóm B còn lại là nhóm A à, nhóm A là còn lại rồi thì hướng dẫn chi tiết ở đây là nhóm A nè thì chúng ta thấy hai phần lớp cuối nè chúng ta không thấy nó là DS thì nó là nhóm A vậy là nhóm 7A Được chưa? rồi thầy lấy ví dụ cái nữa nha để chúng ta nắm rõ chỗ này Z bằng 26 nha rồi chúng ta viết cấu hình như này 1 s 2 2S2 2B6 3S2 3B6 Rồi tới 4S nha Thầy viết luôn Là 4S2 3D 3D6 Thì đây chính là câu nè Đáng là chúng ta viết cho tự mức lượng Được chưa Thì chắc chắn một điều là Đó là O 26 Nguyên tố này O 26 Rồi nó ở chu kỳ Chu kỳ 4 Vô có 4 lớp nè Chu kỳ 4 Được chưa Và nhóm đây nhóm kỹ nha nhóm bạn trong quá chị à, làm gì làm chúng ta phải xác định ở trong lúc ngoài cùng trước lớp 1 nè lớp 2 nè lớp 3 nè lớp số 3 nè và lớp thứ tư nè muốn xác định ở trong quá trị thì chúng ta phải xác định ở trong lớp ngoài cùng cái này gọi là ở trong lớp ngoài cùng nè lớp ngoài cùng thì lớp ngoài cùng thì cái, cái chỗ biết có nè thầy đã xác định hướng dẫn chúng ta rất là kỹ nha lớp ngoài cùng có thể là có một phân lớp hoặc là có hai phân lớp tùy cấu hình nha em là chưa gõ cái này thì chúng ta xem lại cái 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 video hướng dẫn viết con này nè thì lớp ngoài cùng nè cái này được gọi là phân lớp sát ngoài cùng nè phân lớp sát ngoài cùng riêng cái này thôi nghe cái này là phân lớp sát ngoài cùng thì d thằng d nó bảo hòa là 10 lưu ý nha d bảo hòa là 10 nhưng mà hiện tại bây giờ nó có d 6 à nó chưa bảo hòa thì chưa bảo hòa chúng ta cộng cái này vào vì em ở trong quá chị và ở trong lớp ngoài cùng cộng ở trong phân lớp sát ngoài cùng chưa bảo hòa À, vậy lúc này là 8E, 6 cộng 2 bằng 8. Vậy là bắt buộc nó phải là nhóm 8. Nhóm 8 nha. Thì nhóm 8 chúng ta phải phân biệt là 8A hay 8B. 8A hay 8B. Thì ở đây chúng ta cấu hình ở trong chúng ta kết thúc chúng ta thấy là DS chính liền nè. DS, DS. À, DS thì nó là nhóm B. Còn lại nhóm A. Đó. Đó là cách để chúng ta chúng ta hiểu chỗ này là coi như chúng ta đã nắm được cái bài này cơ bản nha. Rồi bây giờ chúng ta đi trả lời một số câu hỏi tiếp theo Rồi Câu 6 viết cấu hình ở trong của nguyên tử Natri cho biết Trong bảng tuần hoàng Natri nằm ở ô số 11 chu kỳ 3 nhóm 1A Nêu mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử số lớp ở trong Số ở trong lúc ngoài cùng vị trí Rồi Bây giờ Natri Z bằng 11 Thì chúng ta viết cấu hình E ra 1 S2 2S2 2B6 Và 3S1 Rồi bây giờ chúng ta trả lời Từ cái nè Nêu mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử chính là cái Z Số hiệu nguyên tử là bằng Z nè Là bằng 11 nè Số lớp ở trong này chúng ta thấy có 3 lớp nè Số lớp nó bằng 3 nè Là bằng chu kỳ đó Số trong lớp ngoài cùng này chúng ta thấy là lớp 1 nè Lớp 2 nè, lớp 3 À có 1 ở trong lớp ngoài cùng nè được chưa? Là 1. Vị trí trong bản tuần hoàn là là Z là 11 nè. Người ta kêu một mối liên hệ giữa cái này vào vị trí của nó. Thì nãy thầy đã nói gọi bên đây thì đây chính là cái mối liên hệ nè. Ha. Ô nguyên tố chính bằng cái Z. Chu kỳ chính bằng số lớp E và nhóm bằng ở trong quá trị. A. thì chúng ta lưu ý ở đây đối với nhóm A nha nhóm A thì E lấy trong quá trị chính bằng ở trong lớp ngoài cùng nha Đối với nhóm A, A nó trong quá trị bằng ở trong lớp ngoài cục. Đó. Rồi bây giờ, cái phần vận dụng. Từ cấu hình ở trong của sắt, đây người ta cho sẵn nè, hãy xác định vị trí. À, thì chúng ta điếm coi, coi Z là bao nhiêu. À, Z bằng 26, vậy nó là O26. Chu kỳ này chúng ta thấy là lớp 1 nè, lớp 2 nè, lớp 3 nè, lớp 4 nè, có 4 lớp, vậy là chu kỳ 4 nè. Chủ kỳ 4 Rồi nhóm 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 thì bằng Nó trong quá trị Nè Nó trong lớp ngoài cùng nè Cộng nó trong phân lớp sát ngoài cùng Chưa bỏ qua nè Nhóm 8 Nè nhóm 8 Cái này gian ví dụ thầy cho thôi Ds là nhóm B 8B Đó là như thế nè. Rồi phân loại nguyên tố làm sao để biết nó nguyên tố ớt BDF à, thì trong bản tuần hoàng chia thành ba khối 4 khối nguyên tố đó là khối nguyên tố ớt khối nguyên tố B khối nguyên tố D và khối nguyên tố F chưa? thì tương ứng với là nguyên tố F, B, D, F cái phần này thầy hướng dẫn bên cái cấu hình ở trong rồi nha thầy hướng dẫn rồi chúng ta chúng ta có thể xem lại chỗ này rồi dựa vào tính chất hóa học cái này yêu cầu là thu thập thông tin để biết hiện nay có khoảng bao nhiêu nguyên tố là kim loại phi kim khí hiếm À. thì ở đây thầy thu thập sẵn cho chúng ta câu này câu số 7 em nào nhận file này thì có sẵn hết trơn đây câu số 7 này thu thập thông tin này thì thầy ra điểm cho bản thân hoàng thôi có gần 90 có gần nghe 90 tố kim loại chúng nằm ở các vị trí 1A 2A 3A trừ bo ra một phần của nhóm 4 nhóm 5 nhóm 6 đặc biệt là nhóm B từ 1B đến 8B đều kim loại hết họ lanh tan hoặc tini Tóm lại trong bản thân hoàng hầu hết là kim loại Có khoảng 18 nguyên tố phi kim à, 90 kim loại, 18 phi kim khoảng nha Và có 6 nguyên tố khí hiếm Đó, thì đây là thu thập thông tin cho chúng ta Em nào muốn nhận file này thì, thì nhận cho chúng ta Rồi Vận dụng, hãy thu thập thông tin về vấn đề sau Thứ nhất là ngoài Mendeleev Còn có những nhà khoa học nào đóng góp cho sự xây dựng bản tuần hoàng Quy luật tuần hoàng dù ở những mức độ khác nhau Mendeleev đã tiên đoán chi tiết bao nguyên tố nào nêu cụ thể những tiên đoán đó ý c là sưu tầm hình ảnh những dạng bảng tuần hoàn của các nguyên tố học khác nhau à, thì sưu tầm thì sạch trên mạng thôi đây cũng soạn sẵn các câu trả lời cho chúng ta đây Được chưa? thì ngoài Mendeleev này còn có nhiều khoa học nào đóng góp nè chẳng hạn ông Bezilut này, ông đề xuất các bảng tuần hoàn đó theo kim đội phi kim hoặc là ông uh, Dorine nè người đức nè hoặc là new lan nè hoặc là major nè đó thầy đang những nhà khoa học thầy soạn sẵn cho chúng ta rồi rồi bây giờ tới phần bài tập yeah. rồi như vậy trước vào phần trước khi vào phần bài tập thì thầy chốt lại nội dung kiến thức trọng tâm cho chúng ta để chúng ta làm phần bài tập cho nó dẫn đây tóm tắt lý thuyết bằng sơ đồ tư duy cho chúng ta nắm vững hơn, được chưa? Thì có ba nguyên tắc sắp xếp thôi. Thứ nhất là sắp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, có nghĩa là Z tăng dần. Được chưa? Cái nguyên tắc thứ hai là cùng số lớp là cùng hàng hay là các chu kỳ, chu kỳ là số lớp. Đó. Cái thứ ba là các nguyên tố cùng với quá trị là cùng cột là nhóm, nhóm bằng eo quá trị. Đó, đó là ba nguyên tắc sắp xếp. Rồi. Uh, nguyên tố SPDF uh, có trong cuối cùng điền vào SPDF cái này thầy hướng dẫn rồi rồi có bao có tạo văn tuần hoàng nè ô nguyên tố là Z. nè chu kỳ là số lớp nè nhóm là trong quá trị nè được chưa thì giống như thầy nói nè nhóm b kết thúc là ds nè còn lại là nhóm a đó thì đây là cái phần hướng dẫn tóm tắt lý thuyết bằng sơ đồ tư duy cho chúng ta chúng ta nắm vững hơn rồi bây giờ hướng dẫn không bài tập nha rồi câu một mendeleev sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàng dựa theo quy luật nào cái này là của Mendeleev nghe chứ không phải bây giờ nghe bây giờ sắp xếp dựa vào ba quy tắc à, nhưng mà Mendeleev ngày xưa sắp xếp dựa vào cái khối lượng nguyên tử nghe dựa vào mà lớn á đó rồi bài 2 nguyên tố x y có số hiệu là lần lượt là 21 và 35 hãy viết cấu hình ở trong và xác định vị trí 21 và 35 rồi thầy hướng dẫn chúng ta hai nguyên tố này rồi chúng ta em là chưa hiểu chúng ta nghe rõ chỗ này lại để chúng ta nắm vững hơn nha Câu 2 Z bằng 21 nha Vậy là 1, S2, 2, S2 2, B6 3, S2 3, B6 Em nào mà muốn biết có hình trong mà chúng ta bỏ qua Cái trạch tự mức năng lượng á, thì làm cái mẹo như thế này Chúng ta viết là 4, S2 Chúng ta viết trước, thì chúng ta điểm lại coi còn bao nhiêu Tổng cộng 20 nè Vậy còn 1, vậy là 3, D1 Đó, đây là cái mẹo Được chưa? Vậy chắc chắn là ô chính là 21, ô số 21. Chu kỳ. Chu kỳ là có 4 lớp E nè, chu kỳ 4. Nhóm nè. Nhóm em thực ra cái cái bài này quan trọng nhất là cái nhóm thôi. Chúng ta thấy là lớp 1 nè, lớp 2 nè, lớp 3 nè, lớp 4 nè. Cái này gọi là lớp ngoài cùng nè. Cái này được gọi là phân lớp sát ngoài cùng nè. Chúng ta coi nó bảo hòa chưa? Bảo hòa là 10 đó. Chưa bảo hòa thì cộng vào thì 2 cộng 1 bằng 3 vậy là nhóm 3 nhóm 3 để biết 3A 3B rất là dễ gặp DS như thế này là nhóm B còn lại là nhóm A hết đó đây là Z bằng 21 rồi tiếp tục Z bằng 35 <laughs> Z bằng 35 Cái này hơi lớn chút xíu rồi chúng ta biết có hình ra 1 S2 2 S2 2B6 3S2 3B6 Rồi tới 3D luôn 3D10 nha. 4S2 Chúng ta có coi nhiều rồi 10 nè 20, 30 nè Vậy là còn lại là 4B uh, 35 hả 4B5 10 này nghe 10 20, 30, 35 Rồi, Vậy là này là ô thứ 35. Chu kỳ. Chu kỳ là chu kỳ 4 nha. Rồi nhóm. Nhóm bằng em quá chị. Em quá chị có thể bằng em ngoài cùng nha. Lớp 1 nè, lớp 2 nè, lớp 3 nè, lớp 4 nè. Cái này gọi là lớp ngoài cùng nè. Cái này gọi là phân lớp sát ngoài cùng nè. Nếu bảo hòa rồi thì không có cộng, nó bảo hòa rồi vì lúc này là em quá chị bằng em ngoài cùng a à, vậy là nhóm 7 nhóm 7 7 này chính là 7 a tại vì nó không phải là DS khi nào chúng ta gặp DS thì nó là B còn là nhóm A rồi như thế thôi <laughs> bằng cách viết câu 3 là bằng cách viết cấu hình ở trong hãy xác định trong các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 trong bảng tuần hoàn những nguyên tố nào thuộc khối nguyên tố S những nguyên tố nào không khối nguyên tố B. Thực ra khối nguyên tố S, khối nguyên tố B thì rất là dễ mấy thức. Người ta dựa vào chặt tự mức năng lượng nghe, có nghĩa là trước khi sắp á, trước khi sắp á. Cái này trước khi sắp thằng nằm ở ngoài nè, cái này là nguyên tố D này. Nguyên tố D. Trước khi sắp lần D nằm ngoài á, dựa vào chặt tự mức lượng nhớ nè. Dựa vào chặt tự mức năng lượng hay khác là, là nguyên lý vững bền đó. được chưa dựa vào trật tự mới lượng hoặc là cái dãy let's copy ấy, tùy cuốn sách đã gọi rồi cái này là nguyên tố b nè à. ở đây là nguyên tố b có nghĩa là chúng ta dựa vào cái chưa sắp có hình e thì chúng ta xác định được là nguyên tố nào à, cái phần này thầy đã hướng dẫn kỹ phần cấu hình e nghe có này e thầy hướng dẫn chỗ này rồi luôn à. em nào chưa rõ thì chúng ta có thể xem lại chỗ này thầy hướng dẫn rồi đó Vậy là nội dung cái bài này thì quan trọng nhất vẫn là chỗ này thôi à, Chỗ e trong quá trị nè Em nào chưa rõ ở trong quá trị Thì chúng ta phải nắm ở trong quá trị Không nắm được thì là không làm được nha Em ở trong quá trị bằng ở trong lớp ngoài cùng cộng ở trong phân lớp sắc ngoài cùng Lớp ngoài cùng có thể là có hai phân lớp hoặc là có một phân lớp tùy nha à, này, Cứ làm lớp ngoài cùng là gì nè Lớp 1, lớp 2, lớp 3 Em nào làm yếu yếu thì cứ làm như thế này đây là lớp ngoài cùng này lớp ngoài cùng lúc này có hai phân lớp này nhưng mà bên đây là lớp 1 này lớp 2 nè. lớp 3 nè. lớp 4 này lớp ngoài cùng có một phân lớp này lớp ngoài cùng có thể có hai phân lớp hoặc một phân lớp tùy tại... kế bên gọi là phân lớp sát ngoài cùng này phân lớp sát ngoài cùng này nếu nó bảo hòa rồi thì không có cộng chưa bảo hòa thì cộng vào nè nó đã bảo hòa rồi này không có cộng nè. lớp ngoài cùng là 7 này không có cộng à, tại b 6 bảo hòa rồi lớp ngoài cùng là hai nè cái này cộng vào là 8 này. Thì đó như thế nha. rồi nhắc lại cái nữa nha em nào muốn nhận file tài liệu nha. file này thì lưu ý chúng ta nhận trong một năm học nha tất cả các các bài tập các file đều có hết các dạng bài tập thì có file hướng dẫn này nọ cho chúng ta có cả tóm tắt sơ đồ tư duy này nọ chúng ta học tập nó thuận tiện hơn và những dạng bài tập thì thầy đều có hướng dẫn hết hướng dẫn tất cả các dạng bài tập cho chúng ta nhiệm vụ chúng ta chúng ta nhận file thì chúng ta làm bài tập thôi à, tự, tự động sẽ học tốt khỏi cần để học thêm nha rồi thầy kết thúc video tại đây nha